Việt. Cơm Việt thường nào anh? Lê Thị Hồng Lâm. Lê Thị Hồng Lâm. Đây. Đi ăn cơm. Vô đi nào. Vô tìm anh Nghĩa đi. Quán rất là đông luôn ấy. Chưa có cơm nhưng mà bộ lòng ra rồi. Người nè, quen nè. Ngon lắm anh, thử đi. Còn nóng ăn ngon. Giòn á. Ngon á. Mà tại nó có mùi vị với người ta. Cái hai tụi mình cũng chưa có. Lâu quá. Mà cũng đâu lâu lắm đâu đúng không? So với số lượng ta đứng đợi vậy. Mỗi lần ăn thì cô sẽ chặt một miếng vịt. Vậy là một phần này là vừa có cái ức vừa có cái đùi luôn. Cơm quán này phục vụ cũng tốt nữa. Một phần. Đó là cho nước sao? Cũng thiếp. Bay luôn có sợ. Ở dưới đây nó có cái nước kìa. Cái nước này mới là thú ký nè mọi người. Hay chính nó. Chính nó. Rồi, bay luôn. Khủ mà có. Chan vô đi. Mặn không anh chan cái gì? Chắc không đâu. Chắc không đâu. Mà đã nhiều vậy sao mà không? Không hay. Nghĩa là lỡ bạn mới xin thêm một miếng cơm nữa. Ờ đúng rồi, nó cái cơm thêm. Xong cái bắt đầu á thấy là cơm nhiều quá mà thịt ít á, xin thêm miếng thịt. Mày ra đây tao cho còn làm hoài vậy. Ngon. Ngon hả? Nó sao mà ngon? Nước mắm không có mặn đâu. Không mặn đúng không? Ăn thịt mới biết. Cơm thì nóng vậy thôi. Nóng, giòn, mềm. Giòn nữa hả? Ngon lắm hả? Ngon lắm hả? Ngon lắm hả? Rồi, con tụi em này giỏi quá. Đây, cái này nữa. Hổ cái này uống nha. Rồi, nước nha. Ăn giỏi như vậy, bữa nay nó cho đi chơi nữa. Rồi, ăn đi. Trời ơi, cái chị dĩa của mẹ nè. Con vợ có chị luôn. Xương xấu gì từ lối chứ. Xương với dạ da không à. Thịt lỡ qua đây hết rồi. Nó ăn thịt ngán á. Xương cầm cạp ngon. Tụi mình mới vừa kêu xong là bây giờ hết lòng luôn rồi. Hồi nãy giờ hết cánh, bây giờ hết lòng luôn rồi. Bán quá lấy cho con đẩy vô. Cái này bán hết buổi sáng chắc là hết luôn rồi. Tinh. Ngon lắm mọi người ơi. Một miếng ghê. Có tay gần nhất không? Các bạn á. Cái muốn chấm. Cái chua ngọt ngon á. Còn cái này là chiên. Ăn không ngán lắm thì cũng được. Nè, mâm. Chiên không thấy mỡ dầu nhiều á. Ừ đúng rồi á. Em thấy nguyên một cái chảo chiên to đùng mà nó, anh thấy nó đang sôi lên rồi. Ngon mẹ. Lần đó ngon bốn. Có ba cái dĩa cơm hơi to.
hết giò luôn. Vậy chính là mình đi ăn còn trễ á ha. Nhưng mà sáng 6 giờ mấy mình tôi nghe là nó chưa mở. Đúng rồi. Mà 7 giờ nãy giờ mình đợi đây 7:45. Nó bán lòng rồi. Mình đợi thấy bán quá hết quá trời thứ rồi á. Mình thấy mình xuống đây cái mọi người vũ khỉ mình hơi nhiều nha. Mọi người đợi mặt cái là dồn hết cho này ăn nè. Đúng rồi, vậy thấy ăn thì mừng chết vậy. À đưa là quốc à. Bây giờ đó mới mập á. Dịch tới nhiều nhiều lắm. Dĩ nhiên giá là rẻ đúng không anh? Rẻ bốn năm chục cơm nhiều vậy mà em thấy nãy có nhiều người ta còn kêu cơm thêm nữa rồi. Cái này ăn xương nó sẽ ngon hơn. Cái này nó hơi ngán. Thịt nó ngán, xương ngon. Bởi vậy á. Má phát là nghỉ đi. Má đừng cố. Ăn nhầm tới trở ra trò chơi ai chơi chơi còn bị năm tối. Làm nước trứng mắm à. Đợi một quá. Ngày đặc biệt á, qua cái má ăn không nước mắm em gửi nha, hết là em gửi về mỗi gửi mắm với tiêu hết là em gửi hôm qua mở còn không nó còn không ở sao mà mấy cái đầu cổ chân với lòng rồi kêu hết nhanh vậy ăn thịt ngán chứ vậy. Gió đầu cành là ngon á. Gió đầu cành gì nãy giờ toàn ăn nút chơi mang thân hết rồi đặt thế dài. Như nhiều lắm á mọi người. Có bốn dĩa này là mọi người dĩa 55 ngàn. Nó bị bội thật là ghê lắm á trời. Cái đó bao nhiêu là? 30. À dĩa lòng 30. Nhưng mà ăn không nổi. Nhiều quá. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người bữa giá vui vẻ đi. Chúc mọi người một Tết cho trẻ. Bất cái gì của người ta rau này không? Rau gì á? Rau nấu canh chua cơm mẻ cực kỳ ngon luôn. Canh chua cơm mẻ hả? Rau gì ngon vậy? Rồi anh đem về làm gì? Bất giờ vào thử chơi á. Trời rảnh quá. Bỏ đi. Thôi lắm á. Hình như là cái dĩa lớn á là cái dĩa màu trắng. Mà có cái dĩa hoa văn là cái dĩa nhỏ hay sao á. Rồi tự nhiên qua đây làm gì? Đi chung không? Ôm anh Nghĩa đi, chị hai đi mẹ nha. Ok. Nóng đứt còn. Chạy đứt. Leo lên đi. Bỏ xe đi chứ. Rồi vậy chị hai đi mẹ nha. Bye bye chồng yêu. Anh chưa thấy chị hết chỗ ngồi luôn. À đúng rồi đó. Bởi vậy hai em lên nữa nha. Cái này không khác gì tống quà hết trơn anh. Hết chưa. Thấy tay lái lẹn chạng luôn là hiểu rồi đó.